Hello cả nhà, làm mắm này làm mắm 40 người ăn nè. Hôm nay chúng mình làm mắm với tép nha. Tép nha, hôm nay nấu ra cho mình. Thấy bà chị Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cha. Với biệt thự bà của bà chị Alaska. Sản xuất điện máy Alaska đó cả nhà. Tép ram nè, cái biệt tép ram nè. Chúng mình chuẩn bị xào tép ram cho mấy chị ăn cơm. Đồng đó nha, tách đồng ngon đó nha. Tách này tách đồng nè, đặt đấy. Hello cả nhà, bây giờ mình ra dĩa nha. À, mẹ dĩa để mình chuẩn bị lòng mắm nha, lòng mắm Khánh Bình nha. Lòng mắm miền Tây. Đây nè, mực ngon dễ sợ luôn, mực quá ngon, tươi xanh. Mực cá mú nè. Sao không kia cá mú á, cá mú con nào nó bự không à. Wow. Ớt sắc là sẵn cho mấy chị luôn nè. Đây cái nhà bà chủ nhà nè. Chị Duyên nè, đó. Hôm nay lần đầu tiên đến nhà chị á. Rộng quá. Và hôm nay thì theo lời yêu cầu của chị em nấu lòng mắm cho gia đình dùng. Họp mặt chị em ở đây. Xin mời cả nhà. Lại mấy cô đó mời lại ra chụp mấy tấm lưu kỷ niệm kìa. Chúc á. Chúc ra. Chúc á. Chúc ăn là chụp. Chúc rồi, okay. Sắc mực. Sắc mực ra mực này tươi nè, mực ở chỗ Long Hải nè. Tươi xanh đi. Cá mú, ngoài cá mú à. Gần 5 triệu tiền cá mú. Không nhận. Cá mú dân sản còn gần 5 triệu cái này. Mực tôm. Quá ngon, được cái mực sắc cái này. Ngon không? Nước mắm là không nấu ít, bên này nấu nhiều là để mình là phòng bị dự bị, tại vì mấy chị ăn chan bún rất là nhiều. Thấy nha, mấy cái ghẹo rất là ngon cả nhà. Mình sống luôn, cái này sắp bị rửa muối vậy nè. Muối nè. Sóc muối mà sao đó mình sóc cái là sóc nha, nhưng mà bỏ ra vẫn còn bọt bình thường nha. Thay ra bọt cái nhớt này không sao. Nó sạch rồi cả nhà, chứ đừng có suy nghĩ là còn dơ nha. Chứ đến sáng vẫn còn gì thì nó chết thôi. Ôi, xong rồi, xong rồi, xong rồi cả nhà ơi. Lẩu mắm nè, lẩu mắm Khánh Bình. Chọn uống nước ngọt không? Lấy nước ngọt cái nè. Thật ngọt. Tôi không dám uống nửa sáng giờ uống ngon. Mực cái chả ngoài cái dĩa. Cái nào? Chi cho coca hay là cái mực này xong rồi lại nha. Bây giờ chú ăn thôi cái nhà. Bò. Nè cô, chả chả vô mực ngoài giùm con. Dạ. Mực vậy không? Dạ đúng rồi. Dương, hay là Dương dĩa. Trai làm tâm đêm nữa kìa. Trai làm tâm đêm nữa kìa. Đó. Tự nhiên bữa nay xuống xe tự nhiên bữa nay được ăn. Chị Yến là hả con đi tập ở chỗ khác. Con đi tập người già. Bạn chị là em ngồi đó đây, chị ngồi đây chị đi tới đi lui. Bên ngồi đi bên. Dạ. Mấy cô mà bớt này mấy người nữa. Dạ. Em kêu mấy chị lên đi. Em lên. Mấy chị. Có để chờ xôi á bạn ơi. Dạ chờ xôi. Sao á sao được. Thôi em không nhúng rồi chị múc cho em ăn được rồi. Thôi đừng có nói chị múc nha chị. Không không không. Múc em múc cho em ăn được rồi. Em múc cho em ăn biết vậy chứ. Ok. Mà cứ ăn phải đứng lên người xuống đứng lên người xuống thì nó mới ăn được nhiều. Chụp tấm hình đi, chụp không, chụp không, tấm hình với chị nè. À, thấy lòng mắm luôn rồi nè, quá đẹp, quá đẹp. Và hai vô hai. Vô lại, vô lại. Trên đường đi. Anh vừa quay, trên đường đi Vũng Tàu ghé bà Rịa cho các bác dẫn chứ. Rồi ok, đây là cái lẩu mắm trong truyền thuyết nha. Ok. Ngon lắm ha. Ngon lắm ha. Nè, ăn bữa rượu ở dưới nhà chị. Đi xa xa ăn bữa trưa rồi chị về thôi. Chị nói nghe, ngồi hôm qua khoảng chừng 10 giờ, Khánh Bình hỏi chị Phương lên bàn đi hai.
Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi cả nhà ơi. Lẩu mắm nè, lẩu mắm Khánh Bình. Chọn uống nước ngọt không? Lấy nước ngọt cái nào. Tôi không dám uống nửa sáng giờ uống ngon. Mực cái chả ngoài cái dĩa. Cái nào? Chi cô ca hay là mực này xong rồi nha. Bây giờ chú ăn thôi cái này. Bò. Nè cô chà chả vô mực ngoài giùm con. Dạ. Mực vậy không? Dạ đúng rồi. Dương, hay là dương dĩa. Món đồ quá dữ hả chị? Đi xa xa ăn buổi trưa rồi chị về thôi. Chị nói anh nghe, ngồi hôm qua khoảng chừng 10 giờ, Khánh Bình hỏi chị Phương lên bàn cái đi.